Châu Âu loạn vì Nga, Ba Lan nói Đức, Pháp điều hành EU như đầu sỏ chính trị, Đức phản pháo, Ba Lan đừng cậy tuyến đầu mà láo. Các bạn thân mến, Ba Lan với tham vọng trở thành một cường quốc có sức ảnh hưởng ở châu Âu, ngày càng lớn tiếng không nể nang ai trong những tuyên bố của mình. Từ việc cáo buộc Đức thân Nga cho đến chỉ trích EU là một tổ chức dân chủ giả tạo và thề sẽ nã đạn pháo vào Liên minh châu Âu nếu những quyền lợi của mình không được đáp ứng. Và mặc dù rất rối bời trên mặt trận chống Nga, nhưng cường quốc hàng đầu Liên minh châu Âu cũng không thể ngồi yên nhìn đàn em của mình làm loạn mãi được. Mới đây, Thủ tướng Ba Lan đã cáo buộc Pháp, Đức điều hành EU như đầu sỏ chính trị, phớt lờ những tiếng nói cảnh báo về Nga từ lâu. Nhiều lãnh đạo châu Âu đã bị Tổng thống Nga Vladimir Putin cám dỗ, giờ họ đang bị sốc. Thủ tướng Ba Lan Matteo Morawiecki viết trong bài đăng trên nhật báo Le Monde của Pháp hôm 16 tháng 8. Sự trở lại của chủ nghĩa đế quốc Nga không có gì đáng ngạc nhiên với chúng tôi. Theo ông Morawiecki, EU đã không chú ý đến những lời cảnh báo từ lâu của Warsaw về Nga, cho thấy vấn đề lớn hơn trong khối. Trên lý thuyết, tất cả quốc gia thành viên EU đều bình đẳng, nhưng thực tế chính trị cho thấy sức nặng của tiếng nói Đức và Pháp đang chiếm ưu thế. EU trên nguyên tắc là một thể chế dân chủ, nhưng thực tế là quyền lực trong khối do những đầu sỏ chính trị mạnh nhất nắm giữ, Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Ba Lan là một trong những nước đi đầu trong việc lên án Moscow, kêu gọi Liên minh châu Âu-EU áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất có thể với Nga và cung cấp lượng lớn vũ khí cho Ukraine. Châu Âu lâm vào tình cảnh hiện tại không phải vì không hội nhập đầy đủ mà vì họ từ chối lắng nghe sự thật. Tiếng nói vốn có thể được nghe thấy từ Ba Lan trong nhiều năm, ông cho hay. Thủ tướng Ba Lan trước đó chỉ trích các thành viên EU vì đồng ý nhập khẩu lượng lớn khí đốt Nga và hiện phải vật lộn để tích trữ năng lượng cho mùa đông tới. Ông đặc biệt ám chỉ Đức vì phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng Nga. Họ thiển cận khi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với tình trạng phụ thuộc này, và Tổng thống Putin đã lợi dụng điều đó như một chiêu trò tống tiền đối với phần còn lại của EU, ông Morawiecki nói. Tuy nhiên, Ba Lan có lẽ không nên nói thế này, bởi khí đốt đang đầy trong kho dự trữ của họ hiện nay là bơm ngược từ Đức và được Đức trợ giá, thậm chí còn rẻ hơn khi họ mua thẳng từ Nga, sau khi Ba Lan bị Nga khóa van. Warsaw cũng đang bất đồng với EU về ngân sách phục hồi hậu Covid-19, vốn bị EU chặn do lo ngại cơ chế kỷ luật gây tranh cãi gần đây đối với các thẩm phán ở Ba Lan làm suy yếu tính độc lập tư pháp. Hồi tháng 5, Ba Lan thông báo kết thúc đàm phán với Bruxelles về các khoản tiền bị chặn, cho biết họ dự kiến nhận được khoảng 35 tỷ euro, tương đương với 35,7 tỷ đô trong vòng vài tháng. Ba Lan gia nhập EU vào năm 2004. Quan hệ nước này với liên minh đã gặp nhiều bất đồng, như việc đóng cửa mỏ khai thác than Turov khi các nước láng giềng phàn nàn về vấn đề môi trường và tiếng ồn do mỏ than này gây ra. Ba Lan là nước có lập trường cứng rắn về vấn đề Ukraine, đã nhiều lần thúc giục EU ngừng mua hoàn toàn khí đốt từ Nga hay trừng phạt các nước thành viên thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp, nhưng những đề xuất này chưa được triển khai. Trang Focus nổi tiếng của Đức vừa có bài viết của nhà báo kỳ cựu Hans-Jürgen Moritz phản ánh sự tức giận của người Đức với chính phủ Ba Lan trong thời gian gần đây. Theo tác giả, Ba Lan đang tự quảng cáo mình là thiên đường của những người câu cá, đảng hùng mạnh nhất ở đất nước láng giềng của Đức từng bị phát xít Đức tàn phá, thích câu cá ở những vùng nước khó khăn. Đảng cầm quyền hàng đầu của Ba Lan, EU xuất hiện như một công cụ phục vụ bá quyền của Đức ở châu Âu. Những người nổi tiếng ở Warsaw đã truyền bá luận điểm đáng sợ như vậy. Họ tức giận vì Bruxelles không cho họ một tấm séc với lý do đã làm hỏng các quy định của pháp luật. Vào tháng 8, đã có nhiều tiếng pháo từ thủ đô Ba Lan. Người quyền lực nhất của Ba Lan là ông Jarosław Kaczynski, chủ tịch đảng cầm quyền PIS, đã đưa ra quan điểm của mình rằng Ủy ban châu Âu dưới thời bà Ursula von der Leyen đã vi phạm lời nói của mình trong tranh chấp pháp quyền với chính phủ Ba Lan. Ông Kaczynski tuyên bố, nếu Ủy ban châu Âu không hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Ba Lan trong lĩnh vực này, chúng tôi không có lý do gì để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với EU. Đồng thời, đưa ra tuyên chiến, Ba Lan giờ sẽ nổ súng và hành động theo phương châm ăn miếng thì trả miếng. Thủ tướng Ba Lan Matteo Morawiecki tiếp lửa cho cuộc tổng tấn công trên mặt trận thông tin về chủ nghĩa đế quốc trong EU. Mà ông tin rằng
chủ yếu do Berlin kiểm soát. Chính Kaczynski vào cuối năm ngoái đã nói rằng EU không nên trở thành căn cứ cho một đế chế thứ tư của Đức. Ông lại tiếp tục cáo buộc Ủy ban châu Âu đang đóng vai trò như một con tốt khi Đức muốn thu phục Ba Lan. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chắc chắn sẽ rất vui khi được tham gia vào liên minh chống lại bà von der Leyen. Ông ta có thể hiểu rằng phát ngôn ở Warsaw nghe như tiếng binh khí chạm vào nhau là một tín hiệu cho thấy những người bạn cũ đảng cầm quyền PIS đang tiến lại gần hơn. Mối quan hệ tốt đẹp trước đây giữa họ đã nguội lạnh đáng kể sau khi Nga tấn công Ukraine bởi vì ông Orbán có tinh thần tốt bụng, phản ứng khá nhẹ nhàng trước hành động của Nga chứ không giống như đảng cầm quyền ở Ba Lan. Điều khiến ông Kaczynski và những người theo ông trở nên khó thở một lần nữa là những vấn đề tương tự mà cả Ba Lan và Hungary gặp phải với Ủy ban châu Âu. Cả hai quốc gia bị soi xét trong nhiều năm bởi vi phạm pháp quyền. Việc Ba Lan can đảm đóng vai trò quan trọng với tư cách là quốc gia tiền tuyến của EU trong cuộc chiến chống lại Nga làm chính phủ ở Warsaw ảo tưởng rằng họ có quyền thực hiện một loại thỏa thuận đình chiến của EU, trong đó có hành vi vi phạm pháp quyền của họ sẽ được bỏ qua. Đó là một tính toán sai lầm. Bà von der Leyen không chỉ cho Warsaw biết rõ ràng bà ấy mong đợi một sự rời bỏ thuyết phục hơn khỏi chính sách bịt miệng đối với ngành tư pháp. Vào giữa tháng 7, ủy ban của bà cũng theo dõi các thủ tục vi phạm chống lại Ba Lan vốn liên quan đến tính ưu việt của luật pháp châu Âu đối với luật pháp Ba Lan và nghi ngờ về tính độc lập của Tòa án Hiến pháp Ba Lan. Chính phủ Ba Lan hiện có thời hạn đến giữa tháng 9 để giải quyết những lo ngại này ở Bruxelles. Nếu Ba Lan không làm điều đó, họ có nguy cơ bị Ủy ban châu Âu kiện ra trước Tòa án Công lý châu Âu. Đồng thời, bầu không khí chính trị giữa Warsaw và Berlin xấu đi nhiều so với thảm họa thiên nhiên trên sông Oder. Ở bờ Tây của con sông đang gia tăng sự cay đắng của Đức đối với các nhà chức trách Ba Lan, những người được cho là đã không thông báo kịp thời cho chính quyền Đức về những dấu hiệu đầu tiên của việc cá chết trên sông. Ở Ba Lan, bóng đen của cuộc bầu cử quốc hội năm tới đang phủ lên những nghi ngờ ngày càng tăng về khả năng quản lý cuộc khủng hoảng của chính phủ. Trong chiến dịch tranh cử, cỗ máy cầm quyền PIS của ông Kaczynski khó có thể né tránh việc chỉ tay cáo buộc Đức là kẻ chủ mưu trong các âm mưu thâm độc của EU nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những thất bại của chính họ. Tình anh em liệu có bền lâu khi Ba Lan thẳng thừng nói EU là tổ chức dân chủ giả tạo? Tuần trước, trên báo Waze của Đức, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cũng có bài viết chỉ trích chính sách ngầm thân Nga của Đức và nhắc nhở châu Âu cần phải hết sức cảnh giác. Ông Morawiecki cho rằng EU nên duy trì chính sách đồng thuận của mình bởi vì từ bỏ nó có nghĩa là cho phép khối này chịu ảnh hưởng quá mức của Đức và điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với Ukraine và phần còn lại của châu Âu vì nó có thể khuyến khích chủ nghĩa đại Nga. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh sự chậm chạp rõ ràng của Đức trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine như một ví dụ về điều mà ông coi là ảnh hưởng mạnh mẽ của nước láng giềng phía Tây của Ba Lan. Ông Morawiecki đã viết, nếu tất cả châu Âu gửi vũ khí tới Ukraine với quy mô và tốc độ tương tự như Đức đã làm, thì chiến tranh đã kết thúc từ lâu với chiến thắng tuyệt đối của Nga. Và châu Âu sẽ ở trước một cuộc chiến tranh khác. Nga được khuyến khích bởi sự yếu kém của đối thủ và họ sẽ tiếp tục. Ông nói thêm rằng, nếu toàn bộ châu Âu tuân theo tiếng nói của Đức, thì không chỉ Nord Stream 1 mà cả Nord Stream 2 sẽ được ra mắt trong ít tháng nữa. Đồng thời cho rằng, sự phụ thuộc của châu Âu và khí đốt của Nga sẽ gần như không thể đảo ngược. Trước đó, Phó Thủ tướng Ba Lan Jarolás Kaczynski đã cáo buộc Pháp và Đức có quan hệ quá chặt chẽ với Nga và cho rằng Đức cũng giống như Pháp rất thiên vị Moscow. Ông Kaczynski đã dành những lời mạnh mẽ nhất cho Berlin khi phát biểu. Trong những năm qua, chính phủ Đức không muốn thấy những gì Nga đang thực hiện dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin và chúng ta được chứng kiến kết quả ngày hôm nay. Ông nói thêm, Ba Lan không hài lòng với vai trò của Đức ở châu Âu. Ông trách móc Berlin vì đã tìm cách xây dựng lại những gì mà cựu thủ tướng thế kỷ 19 Otto von Bismarck đã theo đuổi cho sự thống trị của Đức nhưng sát cánh với Nga. Phó Thủ tướng Ba Lan đặc biệt lên án Berlin vì đã không cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine và từ chối lệnh cấm vận, ít nhất là đối với việc nhập khẩu dầu từ Nga. Kaczynski nêu con số, điều quan trọng nhất cần biết là Nga thu được doanh thu từ bán dầu cao hơn gấp 4-5 lần so với bán khí đốt. Phó Thủ tướng Ba Lan nói thêm, chúng ta không thể tiếp tục hỗ trợ vĩnh viễn một cường quốc như Nga bằng cách trả hàng tỷ đô.
Trước cuộc tiến quân của Nga và Ukraine ngày 24 tháng 2, Đức đã nhập khẩu 55% khí đốt tự nhiên, một nửa than và khoảng 35% dầu từ Nga. Tổng thống Pháp Macron trước đây cũng đã bị chỉ trích vì mối quan hệ của ông với Putin và mối quan hệ thân thiết giữa họ. Các giao dịch của ông với lãnh đạo Nga sau khi Nga tiến quân vào Ukraine là một trong những điểm nhức nhối như vậy. Sau đó, Ba Lan hé lộ tham vọng thiết lập lục quân mạnh nhất châu Âu. Giới quân sự Ba Lan cho biết, nước này đang có ý định tạo ra một lực lượng lục quân mạnh mẽ nhất trong các quốc gia châu Âu. Quân đội Ba Lan phải thật đông đảo và mạnh mẽ. Quân đội chúng ta phải là lực lượng lục quân mạnh mẽ nhất trong các nước châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blaszczak tuyên bố, trong năm nay, quân đội chúng tôi sẽ nhận được những hệ thống phòng không Patriot vốn đặt hàng từ năm 2018. Hiện trong biên chế, quân đội Ba Lan cũng có các hệ thống tên lửa phòng không Vakvai Peran và loại khí tài này đã được thử lửa trên chiến trường, ông Blaszczak nói thêm. Theo đó, hãng tin RT của Nga nhận định, những tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan được đưa ra tròn một tháng sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ đưa lực lượng vũ trang nước này trở thành quân đội thông thường lớn nhất trong khuôn khổ NATO ở châu Âu. Quân đội Đức sẽ đóng góp đáng kể vào việc củng cố sườn phía đông của khối NATO. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của các quốc gia thành viên trong khối. Đồng thời, tôi cam đoan rằng Berlin sẽ tăng cường sự hiện diện trong khu vực Đông Âu, bao gồm những khu vực trong và xung quanh biển Baltic. Ông Olaf Scholz phát biểu trước Quốc hội Đức hôm 24 tháng 6. Như vậy, với những lời lẽ khó nghe của Ba Lan, phải chăng cả châu Âu mà đặc biệt là Đức đang rất nóng mặt và sẽ có những chương trình nghị sự cứng rắn hơn? Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!